Chào mừng tất cả quý khách hàng, quý anh chị đã trở lại với kênh mua bán trao đổi ô tô Hiền Kim thành phố Hải Dương. Hôm nay Hiền Kim xin phép lên sóng báo giá một chiếc xe 7 chỗ ngồi đến từ thương hiệu Nhật Bản, chiếc Toyota Fortuner bản 2.5G, số sàn 7 chỗ ngồi, sản xuất 2014, một chủ từ đầu, chạy 12 vạn. Và với chiếc xe này thì bên showroom em đang chào bán với giá là 635 triệu. Quý khách hàng, quý anh chị nếu thiện chí xem xe hay muốn mua chiếc xe này thì xin liên lạc ngay cho Hiền Kim qua số hotline 0978 607 555 hoặc dành một chút thời gian ghé về showroom bên em Luxury Car Hải Dương, 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình. Quý khách hàng mua xe bên em thì đều có cam kết bằng văn bản xe không tai nạn, không ngập nước, máy số zin, bao test toàn quốc cho các bác và có văn bản cam kết cho các bác đi về kiểm tra test thoải mái luôn. Với chiếc xe máy dầu này thì mức tiêu thụ nhiên liệu của nó rất là hợp lý và đặc biệt chủ đi cũng khá là giữ gìn. Đã thay hai quả lốp trước vào năm 2020 và hai quả lốp sau thì vẫn còn nguyên theo xe. Hai quả lốp trước thì thay vào tuần thứ 36 năm 2020. Còn hai quả lốp sau này thì vẫn còn nguyên theo xe của nó là năm 2014 các bác nhé. Chất lượng xe thì sơn chi em có tỉa tót và đánh bóng một chút thôi, còn nội thất thì em để nguyên bản. Và bây giờ em sẽ quay chi tiết kỹ hơn chiếc Fortuner 2.5 máy dầu số sàn cho tất cả quý khách hàng, quý anh chị và các bạn cùng theo dõi. Khá là đẹp mắt ạ. Về hình thức bên ngoài, hệ thống đèn xenon này, đèn gầm đầy đủ, la răng hợp kim, la răng mạ chrome, mũi thở. Hai lốp trước thì còn rất là mới, hai lốp sau thì vẫn còn nguyên theo xe, bậc lên xuống đầy đủ, 7 chỗ ngồi. Và bây giờ em sẽ quay qua nội thất để tất cả các anh các chị các bác cùng theo dõi luôn ạ. Cánh cửa bên lái. Về các khung sườn như cột kèo, sắt xi, răng, bên em cam kết xe không tai nạn, không ngập nước các bác nhé. Máy em cam kết máy số zin. Xe đã có trang bị thêm màn hình Android. Nội thất thì ra nguyên bản nhưng mà đã cũng được chủ bọc một bộ lót cũng rất là đẹp mắt. Các bác không thích thì mình có thể cởi cái lớp mà bọc này ra cũng được, nhưng mà theo em thì cứ để thế cho nó sạch sẽ. Đẹp và rất là sạch sẽ vì cũng giữ gìn. Là cánh cửa phía sau ở bên lái, bên tài. Em sẽ quay luôn đây. Hàng ghế thứ ba thì các anh các chị có thể gập lên khoang chứa đồ. Nếu bác nào, anh chị nào đang có nhu cầu tham khảo tìm hiểu chiếc Fortuner máy dầu số sàn bản 2.5 một cầu này thì liên lạc ngay cho em luôn ạ. 0978 607 555. Em sẽ quay luôn khoang động cơ để các bác anh các chị có thể nhìn được rõ hơn ạ. Đẹp
phần giằng phía trước kìa. Giằng. Em cam kết máy số zin luôn nhá. Xin đọc lại thông tin của chiếc Fortuner bản 2.5 một cầu số sàn máy dầu, xe lắp ráp tại Việt Nam, chạy 12 vạn, hai quả lốp trước đã thay năm 2020 và hai quả lốp sau thì vẫn còn zin theo xe. Quý khách hàng, quý anh chị nếu yêu thích mẫu xe này thì liên lạc ngay cho em hoặc có thể bình luận ở dưới comment ở phía dưới, đến trực tiếp showroom Luxury Car 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe và lựa chọn theo nhiều mẫu xe đẹp hơn nữa cũng đang được chào bán tại showroom bên em. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ ấn nút đăng ký, nút follow để cập nhật rất là nhiều những cái mẫu xe đẹp